chị cô chú nha. Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh năm thấy cây. Video này nó sẽ quay cho anh chị cô chú cách gắn cái giàn chảo nhé, gắn thế nào cho nó đúng cách, gắn thế nào cho nó nhẹ nhàng không đúng nhé. Đây, thường khi cái máy cây của mình, thì nó sẽ có hai cái thanh giàn, hai cái thanh đeo kiếm đó. Cái nào mà mình điều chỉnh được á thì mình sẽ lắp sau, cái nào không điều chỉnh được á thì mình sẽ lắp trước. Đây, cái thanh kiếm bên này thì sẽ không điều chỉnh được thì mình sẽ ưu tiên là mình lắp trước, còn cái nào điều chỉnh được thì mình sẽ lắp sau. Điều chỉnh được có nghĩa là chỉnh lên chỉnh xuống, lắp lên lắp xuống được á, vặn lên vặn xuống được á thì mình sẽ lắp xong. Đó, lắp cố định bên cái này xong, anh chị cô chú lắp thanh dăng bên trước, lắp thanh dăng bên trước nhé, nhớ là lắp thanh dăng bên trước rồi điều chỉnh để cho nó phù hợp để gắn cái kiếm con lại nhá. Cái kiếm con này thì anh chị cô chú chỉ cần chỉnh cái đòn dòng trên và chỉnh cái dưới thì sẽ gắn được cái này đó, không cần ngồi ở trên máy cây là có thể gắn vô được. Đó, giờ đây nhiều người quá nên là dư người. Gian này gian rất là lớn nhá, gian này 70 mã lực nha anh chị cô chú nhá, 70 mã lực nhá. Gian màu này thì sẽ dùng cho cái máy có và Itsuki, nó sẽ có màu xanh như này. Tùy mỗi thương hiệu thì người ta sẽ sơn phù hợp. Đây, cái lựa chọn đầu tiên, phải nằm ở ngay chỉnh làm sao nằm ở ngay giữa cái tâm của bánh bên phải của mình nhé. Vì vậy các dấu cây sẽ bao phủ để khi cái đất nó lật ra thì cái dấu bánh nó không để lại ở cái dấu bánh nữa. Tất cả các loại đất đều phải lắp như này, tất cả đều loại đất đều phải anh chị cô chủ cây là bánh đầu tiên phải như này. Khi anh chị cô chủ lắp dàn thì mình phải có đồ rơ nha anh chị cô chủ, đừng có siết căng quá, mình phải có đồ rơ để cho cái dàn cây nó lắc lư, nó có thể là lắc lư nó tự điều chỉnh được. Điều kiện đầu tiên là cái lưỡi này thì nó phải nằm ở ngay giữa cái bánh lái bên phải của mình nhá, để cho nó cay được hết cái dấu bánh xe luôn. Ok, đây là cái đồ rơ nha anh chị cô chú. Mình nhớ thì lắp chân cay vào phải chưa cho nó đồ rơ nhá, phải có đồ rơ nhá. Đó, không làm căng quá. Cách như này thì đang A hay B hay C? A lỗ ngoài luôn hả? Hai cái lỗ ngoài đúng không? Hai lỗ ngoài hoặc là hai lỗ trong ấy này. Lỗ ngoài là họ tính lỗ này này, chứ không phải là lỗ này. Họ đang tính mút của cái này này, chứ phải là mút của cái cái này. Hiện tại đang là theo trường hợp này này. Bên trái kia đang nằm ngoài. Nó nằm ngoài. Một bánh ngược lại nó nằm ngoài, chứ phải là theo như chúng anh nói thì nó đang nằm lỗ này này. Nhưng
nhưng mà cái này là đang quay ngược lại chứ không phải là lỗ ngoài này. Lỗ này là lỗ ngoài này, cái tính lỗ này là lỗ ngoài này, lỗ này lỗ trong này. Lỗ này lỗ ngoài này, lỗ này lỗ trong này, lỗ này lỗ ngoài, lỗ này lỗ trong này. Đó. Con cái bánh lái thì phải nằm ngay ở giữa cái mép trống và cái bánh xe nhé. Đây, rồi nằm nói lại, anh lắp. Anh chị cô chủ lắp thì mình sẽ lắp cái kiếm nào, hai kiếm nào mà mình điều chỉnh lên xuống được á thì mình sẽ lắp sau. Kiếm nào không điều chỉnh được thì mình sẽ lắp trước. Lắp được xong mình sẽ ưu tiên lắp cái dàn trên. Lắp dàn trên xong mình sẽ lắp cái kiếm còn lại. Cái nào điều chỉnh thì lắp sau cùng nhé. Cái nào điều chỉnh được thì sẽ lắp sau cùng. Đó, và cái lưỡi chảo đầu tiên thì nó sẽ phải nằm ở giữa cái tâm của cái bánh nằm bên phải luôn nhé. Mép này này phải nằm ở giữa cái tâm của cái bánh bánh lái bên phải, bánh sau bên phải của máy cây đó. Đây hiện tại với cái vị trí ở vị trí ở thanh kiếm nhá anh chị cô chú, vị trí ở thanh kiếm nhá, ở đây nó sẽ có hai cái lỗ, thường anh chị cô chú sẽ nhìn thấy hai lỗ này, và bên này cũng có hai lỗ tương tự nhá anh chị cô chú, hai lỗ tương tự nhá, đây hai lỗ tương tự cho anh chị cô chú, đây hai lỗ tương tự nhá, hai lỗ này cũng rất là quan trọng nhá, tùy theo cái công việc của mình cày ở cái vị trí loại đất gì thì mình nên điều chỉnh lỗ này với lỗ này hay là lỗ này với lỗ này nhá. Đây nó sẽ có lỗ này với đất mềm nhá. Đất mềm nhá. Đất mềm thì lỗ phía sau này và lỗ phía sau này. Đây, lỗ phía sau này này. Đây và lỗ phía sau này. Đây, hai lỗ này nhá. Đây là đất mềm nhá. Lỗ này với lỗ này nhá. Đất mềm thì lỗ này với lỗ này, tức là hiện tại đang gài như này này là lỗ ngoài và bên này cũng lỗ ngoài luôn đó, và đây cũng lỗ ngoài luôn. Còn đây là đất bình thường, đây là đất cứng, còn đây đất bình thường, à đất ướt đấy, còn đây đất mềm, đất bình thường, đúng rồi, đất bình thường là để hai lỗ ngoài nhá, đất bình thường là để hai lỗ ngoài này, còn đất cứng thì cái kiếm ở bên trái là lỗ thứ hai, lỗ bên trong á, và cái tay ở bên phải này thì là cái lỗ bên ngoài nhá. Đây đất cứng thì lỗ này này, lỗ thứ hai và cái lỗ thứ nhất. Đây, nếu là đất cứng nhá, đất cứng thì anh chị cô chú cái này mình sẽ đưa vào lỗ thứ hai, cái này sẽ đưa vào lỗ này nhá, và cái bên này thì mình vẫn để ở lỗ ngoài là trường hợp cho đất cứng. À, rồi đó là con với đất ướt anh chị đi ruộng thì cái tay kiếm bên trái sẽ là cái lỗ ngoài cùng và cái tay kiếm bên phải sẽ là lỗ thứ hai, đó là lỗ này, tương đương với cái này anh chị cô chủ sẽ đưa vào lỗ này nhé. Và cái bên kia thì vẫn để nguyên. Đó là đất ướt. Nó có ba loại đất để lắp cho nó phù hợp. Còn cái lỗ này thì nó khi mình mà cần cày sâu thì mình cho cái lỗ này đi xuống để mình đi xuống được thêm một khúc nữa, tầm chừng này nữa. Đó. Còn mà như cày bình thường á thì chỉ cần lỗ thế này là được rồi. Đó, con hướng dẫn cái chỉnh cái bánh lái, đúng anh hai hỏi thôi, chỉ hướng dẫn chỉnh cái bánh lái. Cái này để qua bên này, bè qua bên này. Đất mềm. Thường là để dừng đứng lên, bè cái lá này này. Cái này để đứng như này là đang cày cho đất bình thường nhá. Cái bánh lái rất là quan trọng nhá. Nếu cày cho đất bình thường thì anh chị cô chủ để cho nó đứng như này. Đó. Còn đất mềm thì chỉnh qua bên này. Cái này đẩy
đẩy qua bên này, đẩy tới như này thì nó sẽ qua bên này. Còn để và cày cho đất cứng thì anh chị cô chú bẻ qua bên này. À, mình phải nới cái này ra thì mình phải điều chỉnh cái lá này nhá. Khi điều chỉnh cái lá này thì cái bánh lái này nó sẽ quặp vô quặp ra. Đây, chỉnh cho anh chị cô chú xem luôn nhá. Chắc là phải nâng lên, nâng lên. Chỉnh nhá. Đây, khi điều chỉnh. À, phải cắn với là cả bánh xe. Phải cắn cái này với cả bánh xe luôn. À. Trường hợp như này là đang con xe nhá. Bẻ cái lá này về phía sau là đang dùng cho đất cứng. Khi để điều chỉnh thì anh chị cô chủ nhớ cắn cái bánh này này. Cắn cái bánh này lọt vào giữa cái khe của cái bánh và cái bánh máy cây với là cái này này. Đây. Giữa khoảng cách này nhá anh chị cô chủ. Khoảng cách này nhá. Khoảng cách này với khoảng cách này. Cái bánh lái thì nó phải nằm ở giữa cái này. Là được. Là cày cho đất cứng nhá. Ok. Rồi bi điều chỉnh thằng bi à. Đó thì điều chỉnh nhá. Rồi đây đang ấy à. Rồi nếu mà điều chỉnh như này thì nó sẽ đi qua bên kia. Vậy là không được hả? Bi. Bi. Ấy. Ấy ấy. Ấy. À. Đây là đang A. Vị trí này C là bên này là đất cứng, đây là đất bình thường. Về bên này là đất ruộng, đất mềm. Đánh ra để hòa hai chỗ. Đó, cái bánh lái khi anh chị có chủ đề đứng thẳng như này này. Cái lá như này thì nó đang ở A. Rồi, đây là cứng này. B là cứng, đây là đất mềm. Mềm ướt. Cái gian chảo mình lắp cái đất của mình theo loại nào thì mình lắp cái vị trí 3 điểm này theo cách đó. Đồng thời cái bánh lái này cũng phải chỉnh theo cái vị trí. Ví dụ như hiện tại mình đang đất cứng chẳng hạn, đất cứng thì mình phải lắp theo cái hướng B, theo cái cách thức lắp B, tức là lỗ bên lỗ kiếm ở bên trái là lỗ thứ hai, lỗ và lỗ bên trong, và cái bên phải thì là lỗ thứ nhất, lỗ 1. Thì đồng thời anh chị cô chú cũng phải chỉnh cái gian cái bánh lái cũng phải theo B luôn nhé, cũng phải theo B luôn nhé. Đây đó, tùy theo cái đất để mình chỉnh vừa lắp gian chảo. Gian chảo lắp theo loại nào thì bánh lái phải lắp theo loại đó. Đó, A hoặc B hoặc C. Đó, ok anh chị nhé. Tùy vào loại đất của mình làm, tùy vào loại đất để mình lắp cái gian chảo cho nó phù hợp theo loại đất và chỉnh bánh lái phù hợp với cái cách lắp gian chảo của mình. Đó, ok anh chị cô chú nhé. Đó là cách lắp gian chảo CMT đúng cách được chuyên gia của hãng họ hướng dẫn. Đó là chi tiết như vậy. Bởi vì là do cái vấn đề về ngôn ngữ nên là có một số cái họ nói nên mình cũng không tiếp thu được. Nên là có phần nào mà anh chị cô chú nào mà cần thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận, rồi nắm sẽ là làm việc với họ, rồi sẽ trao đổi với anh chị kỹ hơn. Rồi ok, bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú nhé. Anh chị cô chú nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để theo dõi kênh YouTube Năm Hải Cây nhé. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú.